Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Thông tin từ báo Người Lao Động, chiều 1 tháng 3, sau một ngày xét xử và nghị án kéo dài, Tòa án Nhân dân TP.HCM tuyên phạt bị cáo Đặng Thị Hàn Ni, sinh năm 1977, quê Quảng Ngãi, 1 năm 6 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 24 tháng 2 năm 2023. Bị cáo Trần Văn Sĩ, sinh năm 1957, quê Trà Vinh, 2 năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội, xâm phạm quyền quản lý nhà nước. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM truy tố các bị cáo là đúng người đúng tội. Các bị cáo đã đưa những thông tin không đúng, thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình của bà Nguyễn Phương Hằng, Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam và ông Huỳnh Uy Dũng, chồng bà Hằng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Nam. Trong đó, bị cáo Hàn Ni thực hiện hành vi trong một buổi live stream, bị cáo Sĩ thực hiện trong nhiều buổi live stream liên tiếp. Tình tiết được ghi nhận tăng nặng trách nhiệm hình sự. Mỗi bị cáo tự ghi hình phát lên mạng xã hội. Quá trình lượng hình, hội đồng xét xử cũng xem xét tính chất hành vi phạm tội của từng bị cáo. Các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo. Trong đó, cả hai bị cáo đều được ghi nhận có thành tích xuất sắc trong công tác. Hội đồng xét xử nhận định bị cáo Sĩ ăn năn hối cải ngay từ đầu phiên xử. Bị cáo Hàn Ni chưa thực sự ăn năn hối cải, nhưng vẫn cho hưởng tình tiết giảm nhẹ hình phạt là ăn năn hối cải nhưng mức độ hạn chế. Về trách nhiệm dân sự, do những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không có yêu cầu bồi thường, nên hội đồng xét xử không xem xét. Trước đó, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM nêu quan điểm, các hành vi phạm tội của các bị cáo còn là nguyên nhân thúc đẩy bà Hằng livestream liên tục, gây mất trật tự trị an trên mạng xã hội một thời gian dài. Theo cáo trạng, ngày 15 tháng 8 năm 2021, bị cáo có phát nội dung Nguyễn Phương Hằng sử dụng chất kích thích để chửi bới nghệ sĩ cho đã miệng. Công ty cổ phần Đại Nam nợ nần chồng chất, vay mượn của nhiều người, nhiều doanh nghiệp. Khi chủ tọa hỏi, không có kiểm chứng thì bị cáo lấy đâu ra những thông tin này để đưa lên mạng xã hội? Bị cáo Sĩ im lặng trước câu hỏi này. Bị cáo Sĩ thừa nhận, việc đưa các thông tin chưa kiểm chứng này lên mạng xã hội gây bất lợi cho bà Nguyễn Phương Hằng, ông Huỳnh Uy Dũng và công ty Đại Nam. Bị cáo thừa nhận cáo trạng truy tố là đúng, không oan sai. Khi được hội đồng xét xử hỏi về việc có lên mạng xã hội phát thông tin xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng hay không, bị cáo Hàn Ni khai, sáng ngày 3 tháng 9 năm 2021, bà Hằng có phát ngôn thông tin xúc phạm mình nên đã lên mạng tìm hiểu và sau đó bị cáo livestream trên Facebook phản bác lại với nội dung bà Hằng có ngồi xổm trên pháp luật. Về nội dung tố bà Hằng tên thật là Nguyễn Thị Thanh Tuyền, có liên quan tới Nam Cam, bị cáo Hàn Ni khai, trong phiên xét xử bà Nguyễn Phương Hằng trước đó có nêu rõ tên khác của bà Hằng là Nguyễn Thị Thanh Tuyền. Bị cáo Hàn Ni khẳng định, các thông tin liên quan tới đời tư của bà Nguyễn Phương Hằng đưa lên mạng xã hội là đúng sự thật và bị cáo căn cứ vào một phần thông tin và nội dung trong các bài báo chính thống đã đăng về bà Hằng. Bị cáo Hàn Ni tỏ ra bức xúc khi bị bà Hằng xúc phạm, vu khống nhục mạ là làm gái, tống tiền doanh nghiệp, phản động, v.v. Theo bị cáo, các thông tin bị cáo đăng trên mạng xã hội không nhằm mục đích xúc phạm bà Hằng, mà bị cáo đưa thông tin về việc bà Hằng là người bình thường, là một công dân phải thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam. Khi được hỏi về việc đăng thông tin về đời tư của bà Hằng có xin phép bà Hằng không, bị cáo Hàn Ni trả lời, bị cáo không biết bà Hằng là ai, chỉ tới phiên tòa xử bà Hằng bị cáo mới gặp và biết bà Hằng nên không thể xin phép. Bị cáo khẳng định, tại thời điểm đăng thông tin về bà Hằng, bị cáo đã tìm hiểu và biết luật thông tin cá nhân, luật bí mật cá nhân chưa được ban hành, nên việc bị cáo lấy thông tin về đời tư bà Hằng trên mạng xã hội rồi đăng tải không phải là tiết lộ bí mật đời tư cá nhân. Dù thừa nhận hành vi của mình là sai, nhưng bị cáo Hàn Ni cho rằng bản thân không nghĩ việc làm của mình tới mức phải xử lý hình sự. Báo Tuổi Trẻ Online thông tin, bà Nguyễn Phương Hằng có đơn xin vắng mặt tại phiên tòa xét xử ông Trần Quang Sĩ và bà Đặng Thị Hàn Ni về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Ông Phạm Ngọc Duy, Chánh Văn phòng Tòa án Nhân dân TP.HCM cho biết, đến chiều ngày 29 tháng 2, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã nhận được đơn xin xét xử vắng mặt của bà Nguyễn Phương Hằng, ông Huỳnh Uy Dũng, đại diện Công ty Cổ phần Đại Nam, Quỹ Từ Thiện Hằng Hữu, tỉnh Bình Dương. Như vậy,
bà Phương Hằng, ông Huỳnh Uy Dũng và một số người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan sẽ vắng mặt trong phiên tòa xét xử bà Đặng Thị Hằng Ni, ông Trần Văn Sĩ vào sáng ngày 1 tháng 3. Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng khuyến nghị người dân hiếu kỳ không tụ tập đông người xung quanh khu vực tòa án, gây mất an ninh trật tự. Trước đó, bà Hằng và chồng là ông Huỳnh Uy Dũng được triệu tập đến phiên tòa với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vụ án cùng công ty cổ phần Đại Nam, quỹ từ thiện Hằng Hữu, tỉnh Bình Dương. Như đã thông tin, vụ án trên sẽ được Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử vào ngày 1 tháng 3, phiên tòa do thẩm phán Ngô Ngọc Thắng làm chủ tòa. Theo nội dung vụ án, từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 2 năm 2022, ông Trần Văn Sĩ sử dụng tài khoản YouTube tên Luật sư Trần Văn Sĩ và bà Đặng Thị Hằng Ni sử dụng tài khoản YouTube và Facebook tên Nhà báo Hằng Ni và một số người khác đã đăng bài và tổ chức nhiều buổi ghi hình phát trên các trang mạng xã hội có nội dung sai sự thật. Các buổi ghi hình bài đăng này nhằm xúc phạm đến nhân phẩm, danh dự, uy tín của bà Nguyễn Phương Hằng, ông Huỳnh Uy Dũng, gây ảnh hưởng đến quỹ từ thiện Hằng Hữu, công ty cổ phần Đại Nam. Do vậy, bà Hằng đã làm đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng. Theo kết quả điều tra, bà Đặng Thị Hằng Ni đã sử dụng tài khoản Facebook và tài khoản YouTube mang tên Nhà báo Hằng Ni để phát buổi ghi hình tiêu đề Bà Hằng có quyền ngồi xổm trên pháp luật không? Bà Hằng Ni đưa lên mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư trái quy định của pháp luật, vi phạm điểm giờ khoảng 1 điều 17 luật an ninh mạng. Còn ông Sĩ cũng sử dụng tài khoản YouTube tên Luật sư Trần Văn Sĩ để phát biểu buổi ghi hình. Theo kết luận điều tra, các tài liệu này có nội dung bịa đặt, sai sự thật, xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của cá nhân ông Dũng, bà Hằng, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của công ty cổ phần Đại Nam, vi phạm luật an ninh mạng. Theo kế hoạch, ngày 11 tháng 3, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân do bà Nguyễn Phương Hằng, giám đốc công ty cổ phần Đại Nam cùng 4 đồng phạm thực hiện. Trước đó, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm vụ án này. Sau bản án, bà Hằng không kháng cáo, chấp nhận mức hình phạt 3 năm tù giam và hiện chấp hành án tại trại giam An Phước, tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, 4 đồng phạm của bà Nguyễn Phương Hằng đã kháng cáo bản án sơ thẩm, đề nghị tòa án cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt. Ngày 21 tháng 9 năm 2023, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên án bị cáo Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm trong vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 4 bị cáo gồm Đặng Anh Quân, tiến sĩ luật, cựu giảng viên Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, 2 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thị Mai Nhi, cựu trợ lý của bà Nguyễn Phương Hằng; Lê Thị Thu Hà, cựu nhân viên Công ty Cổ phần Đại Nam; Huỳnh Công Tân, cựu trưởng phòng truyền thông Công ty Cổ phần Đại Nam, cùng lãnh 1 năm 6 tháng tù. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.